Xin chào tất cả các bạn, mình là admin kênh Sức Khỏe Và Làm Đẹp. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành một chút thời gian ghé thăm kênh và chúc các bạn xem video vui vẻ. Phương pháp đốt cháy hoàn toàn mỡ bụng nhờ một củ gừng. Là phụ nữ, ai cũng muốn mình có một thân hình lý tưởng và số đo 3 vòng hoàn hảo. Thế nhưng, đâu có ai giữ được vòng eo thon gọn khi mà hàng ngày phải ngồi hàng giờ trước máy tính, chịu sự cám dỗ bởi những món ăn vặt hấp dẫn, cũng như phụ nữ sau khi sinh. Phải làm sao để giảm cân, giảm mỡ một cách an toàn lại không phải tốn tiền và tốn thời gian? Vậy thì các bạn chuẩn bị cho mình một số nguyên liệu như sau. Đầu tiên, đó là một quả chanh, 50g gừng tươi, một chút mật ong nguyên chất. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi video. Đối với gừng thì chúng ta sẽ gọt sạch vỏ đi các bạn nhé. Giờ các bạn thái lát mỏng ra. Tiếp theo, chúng ta sẽ cắt chanh và vắt lên nước cốt. Sau khi các bạn chuẩn bị xong hai nguyên liệu thì bây giờ các bạn chuẩn bị thêm cho mình 100ml nước nóng. Các bạn lưu ý là nước nóng nhé. Giờ chúng ta sẽ cho những lát gừng vào. Sau đó các bạn đậy kín lại. Chúng ta sẽ đậy kín như thế này. Các bạn có thể quan sát. Các bạn sẽ đậy kín và để khoảng tầm 5 phút nhé. Tiếp theo, chúng ta sẽ cho 2 muỗng cà phê nước cốt chanh. Cho 1 muỗng cà phê mật ong nguyên chất. Và cuối cùng, các bạn cho 1 lát chanh mỏng như thế này vào. Và bây giờ các bạn khuấy thật đều lên. Rất là đơn giản phải không các bạn? Đây là cốc hỗn hợp giảm cân, giảm mỡ của chúng ta. Với phương pháp này thì các bạn cứ yên tâm rằng nó an toàn, không có tác dụng phụ, không tốn tiền và không tốn thời gian. Cách sử dụng phương pháp này như sau. Chúng ta sẽ uống một ngày 2 lần, vào sáng trước khi ăn 30 phút và tối trước khi ăn 30 phút. Tại sao lại uống trước khi ăn? Vì nó sẽ giúp cho các bạn có một cảm giác không còn đói. Gừng có tính nóng sẽ làm tiêu hao lượng mỡ thừa. Với phương pháp này thì các bạn sẽ áp dụng liên tục và một ngày 2 lần, uống vào sáng và tối như mình đã nói. Lưu ý nhỏ cho các bạn, khi các bạn thực hiện tuyệt đối không được lạm dụng quá nhiều, như thế sẽ không tốt, có thể sẽ gây hại đến dạ dày. Và trong thời gian đó, bạn nên uống nhiều nước và ăn nhiều hoa quả hơn để giảm cân và giảm mỡ bụng một cách nhanh nhất có thể. Và cuối cùng, mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Đừng quên đăng ký và chia sẻ để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.